Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Con quỷ xảo quyệt. Dưới đáy biển có một cái bình và một con quỷ khổng lồ bị mắc kẹt trong cái bình đó. Là do khoảng 500 năm trước, có một vị thần tiên đã để con quỷ khổng lồ vào trong cái bình đó. Con quỷ khổng lồ ấy đã từng thề nguyện rằng, nếu có ai đó có thể vớt cái bình lên, sau đó mở nắp để cứu nó sẽ đem dâng tặng người đó cả một núi vàng. Nhưng 500 năm trôi qua, vẫn chưa có ai vớt cái bình lên. Sau này, nếu ai mà cứu ta sẽ ăn thịt kẻ đó. Một bữa, có một anh ngư dân trẻ tuổi đi giăng lưới đánh cá. Lúc thu lưới về, anh phát hiện trong lưới có một cái bình cổ. Ta vốn dĩ định cảm ơn ngươi, nhưng ngươi lại đến quá muộn. Nếu như ngươi đến cứu ta sớm hơn một năm, thì ngươi có thể đã nhận được một núi vàng. Ta đã đợi 500 năm rồi, đợi đến nỗi phát cáo, không nhẫn nại được, nên ta đã đưa ra một lời thề độc. Ai mà cứu ta sẽ ăn thịt kẻ đó. Ồ, một cái bình nhỏ xíu như thế, sao có thể chứa được kẻ khổng lồ như ngươi chứ? Nhất định là ngươi đang nói dối ta. Ngươi thử chui lại vào bình cho ta coi có thiệt là ngươi có thể ở trong cái bình đó không? Ta sẽ không bị ngươi lừa đâu. Câu chuyện này ta đã nghe người Ả Rập kể trong chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm rồi. Nếu như ta chui vào cái chai đó, ngươi sẽ đậy nút lại. Chẳng phải là xong đời ta rồi sao? Sao ngươi có thể biết đến câu chuyện đó của người Ả Rập? Ngươi quả thiệt là kẻ tài giỏi. Vậy ngươi đã nghe kể về nhà triết học Socrates chưa? Ta đã trốn trong cái bình này hơn 500 năm rồi, đã đọc hết tất cả những tác phẩm kinh điển trong thiên hạ, khổ cực tu hành, đừng nói là kho tàng tri thức phương Tây phương Đông, mọi thứ ta đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Còn Sử Ký Tư Mã Thiên, ngươi đã từng đọc qua chưa? Đừng nói nữa, ta đây tinh thông kinh sử. Nhưng ta nghĩ rằng, ngươi nhất định chưa xem qua bản thảo của Hồng Lâu Mộng. Đó đúng là một tác phẩm hiếm có, khó tìm. Ngươi quá coi thường ta rồi. Ngươi lưu giữ cuốn sách này chính là ta, để ta lấy ra cho ngươi mở rộng tầm mắt. Đáng đời con quỷ xảo quyệt. Nếu bạn vẫn đang tự cho mình là giỏi, chắc chắn bạn sẽ lại sa chân vào con đường lầm lạc trước đây.